học. Hello mọi người, thì giống như Trang đã nói thì hôm nay là sinh nhật của Trang. Mặc dù năm nay là một cái năm dịch bệnh, đang giãn cách xã hội, cho nên là Trang cũng không có thể nào đi ra ngoài được, cũng không có thể nào mà gặp gỡ bạn bè hay là những người bạn xung quanh là người thân của Trang. Nhưng mà bù lại, Trang có được những lời chúc rất là ấm áp của tất cả anh chị em đồng nghiệp cũng như là những bạn bè xung quanh, và có những bạn gửi hoa cho Trang, những bạn trên công ty gửi hoa cho Trang. Và đây là một món quà món quà của hội anh em tóc dài của anh Luật chồng mình, những người em quen thuộc của Trang và anh Luật, ví dụ giống như là Quỳnh Phương, Huy Gà, trai đẹp bán iPhone, anh Năm gì nhỉ? Anh Năm Đồng Nai. Anh Năm Đồng Nai. Ca sĩ Hồ Việt Trung. Ca sĩ Hồ Việt Trung. Diễn viên Thái Chí Hùng. Thái Chí Hùng. Đó là tặng cho Trang món quà này. Trang sẽ khui món quà này. Nhưng mà trước đó thì cho Trang xin khoe là đây là một tấm thiệp làm ở trên cái iPad này là của Andy. Đây của Andy làm cho Trang đây, mọi người thấy vậy. Của Andy và cô giáo. Andy và cô giáo đã bí mật làm cho Trang. Rất là dễ thương, gửi mẹ Trang của con chúc mừng sinh nhật mẹ yêu. Đó, rất là dễ thương. Và đây nữa là tấm thiệp viết tay của Moon. Tấm thiệp đây. Một tấm thiệp viết tay của bé Moon. Dễ thương không? Làm bằng thủ công hết, tô màu, rồi dán là rất là công phu, dán lại rất là công phu. Trong này ghi chữ rất là đẹp, vẽ rồi nè, dán đâu lại nữa nè, thấy không? Chúc bác hai gái có sức khỏe. Có nhiều sắc đẹp, ký tên Nguyễn Dương Ngọc Hà rồi này nè, thấy không? Mọi người thấy không? Cảm ơn những tình cảm tất cả mọi người cũng như bé Moon đi đi. Tất cả vào đây hồi nãy là Trang khoe trên hình rồi, là đây là của mấy bạn nhân viên. Vậy thôi đó, mình bị trừ lương tội nghiệp. Ở đây là của một đứa em luôn, là hay làm hoa rồi cho Trang trong tất cả các dịp lễ hội. Một giỏ hoa rất là dễ thương. Và đây bây giờ Trang sẽ xin mở quà nha mọi người. Món quà của anh em hội tóc dài. Trời, cái hội này tôi nhớ là cũng thuộc cả cái hội thể dục thể thao rồi này nọ nè. Môn nào cũng bàn chơi, tôi chưa thấy chơi môn nào hết á. Biết trời. Cái này phải dầu thơm. Mở ra coi. Dầu thơm mọi người ơi. Đây, tên. Sao dùng cái từ dầu thơm nghe nó nước hoa. Em bị phèn quá đúng không? Em xin lỗi, bị phèn quá mọi người. Không sang được. Đúng rồi, đây là nước hoa. Khui luôn đi. Khui luôn đi em. Trời ơi, khui đi còn xài ké rồi thì nọ nữa. Cái này là Quỳnh Phương là người chọn mua đồ này kia xong rồi anh em chuyển tiền lại cho Quỳnh Phương. Nghe đồn là Quỳnh Phương chuyển dư đâu cũng được mấy trăm đó. Nó kêu anh góp luôn mà, nó kêu là giờ bất kể người nhà hay không người nhà gì anh phải góp vô. Tại vì phải góp tiền vô hết đó, anh em lượng chút đó. Mọi người thấy không? Rất là đẹp. Ok, dễ thương quá. Rất thơm luôn nha mọi người, thịt thử luôn. Wow. Trời ơi, hay quá. Rồi ok, được rồi, xong rồi thịt xong rồi đi ngủ đi. Thịt xong rồi đi ngủ đi. Cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người đã dành cho Trang trong ngày sinh nhật ngày hôm nay, ngày 23 tháng 9. Nói chung là cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người nhiều nha. Bye bye.